12 năm về kêu như thành lễ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê. Chia tay nhé, chẳng biết nói câu gì. Giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn vu vơ. Rồi mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Giá như thời gian có thể như ban đầu, để lại thấy bối rối ngập ngừng. Khi lần đầu tiên chưa quen, ngại ngùng trao cho nhau lá thư làm quen. Oh no, những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào đã rơi vào khoảng không gian của nhà thương. Và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi, chia tay nhé. Những tháng năm học trò 12 năm về kêu như thành lễ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê. Chia tay nhé, chẳng biết nói câu gì. Giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn. Rồi mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Ghế đã ngẩn ngơ bằng lắng tim dại khờ, dòng lưu bút sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi ra chơi tiếng ai cười vàng lá lời. Thôi nhé mai trường ơi, đến lúc xa nhau rồi sẽ không còn nữa những năm tháng học trò. Và ta sẽ gửi nó về miền xa xôi, một miền trời sẽ chỉ có chúng ta thôi, bạn và tôi. Ghế đã ngẩn ngơ bằng lắng tim dại khờ, dòng lưu bút sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi xa chơi tiếng ai cười vàng lá lời. Những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào đã rơi vào quãng không gian của nhà thương. Và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn và tôi. Trường đình
tớ có một số lời. Bên cạnh A7 3 năm qua thì vui có, buồn có, lúc chăn hốc cũng có, mà lúc tức ơi là tức cũng có. Mọi người nhiều khi làm cho cô Trang tức như thế thì đấy. Bây giờ đến cuối năm rồi thì lớp mình cũng có rất nhiều buổi đi chơi, bên nhau thì rất là vui, tạo nên rất nhiều là kỷ niệm tốt, nhất là hôm cắm trại thì quẩy rất là tinh. Chắc sao mọi người rồi, còn cũng có một tháng nữa thôi thì chúng mình cũng đi và bước ra ngoài cuộc sống thì mong mọi người là sẽ luôn nhớ về A7 bằng kỷ niệm đẹp nhất, luôn nhớ tớ, nhớ các bạn ở đây. Ra trường rồi thì chúc mọi người là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thi đỗ đại học, đạt được ước mơ của mình, và những buổi học lớp mọi người sẽ tham gia được đầy đủ hơn để chúng mình có thể ôn lại chuyện xưa và nói chuyện về cuộc sống của bọn mình hiện tại và tương lai. Xin chào các bạn, mình là thành viên của lớp 12A7. Sau 3 năm học, mình cảm thấy rất vui khi được học trong lớp này. Lúc đầu bước vào lớp 10, mình cảm thấy lớp rất trầm, lớp đoàn kết. Nhưng sau những trại liên hoan, mình thấy lớp cùng nhau đoàn kết và cùng đốt lửa trại, cùng liên hoan, cùng nhau ăn uống. Mình cảm thấy rất vui. Chúc các bạn thi đỗ đại học nha. Yêu 12A7. Chúng em cảm ơn cô Trang vì suốt thời gian qua đã cố gắng chăm sóc cái lớp tập thể A7 này. Em mong là sau khi chúng em ra trường, cô sẽ nhận được một lớp mới tốt hơn, ngoan hơn. Lớp khỏe như lớp 12A7 này hơn. Lời cuối cùng thì em chúc lớp 12A7 thi tốt, đạt được kết quả tốt trong kỳ thi đỗ đại học sắp tới. Goodbye. Chúc các bạn thi tốt. Yêu 12A7 và yêu cô Trang.